Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái hoa trang trí như thế này ở trong một bình hoa giấy. Thì cũng có các bạn có thể tự tìm mua có sẵn thì nó sẽ tiện hơn nha. Tuy nhiên mà bạn nào mà cái nguyên liệu đấy các bạn khó tìm ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn tự làm bằng giấy trang trí như thế này nha. Tất cả các hoa trang trí ở đây đều mình làm bằng giấy hết. Duy chỉ có cái lá hoa hồng là mình dùng lá giả thôi. Còn tất cả là bằng giấy nhún hết nha. Đây mình sẽ rút ra cho các bạn xem. Đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hoa như thế này, dùng để trang trí vào trong cái một cái bình hoa. Thì điểm vào nhìn nó sẽ đẹp hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Nó rất đơn giản thôi, hơi mất công một chút. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn.